Dạ, em xin kính chào cô chú chị và các bạn. Rất hân hạnh gặp lại cô chú chị và các bạn trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Đà Lạt ngày hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2024, cũng là một buổi chiều trời âm u và không có mưa, vào lúc 16 giờ. Đây là một ngày rất đẹp của tháng 4 quý vị. Hôm qua là ngày giải phóng Đà Lạt ngày 3 tháng 4. Vào thời khắc lịch sử, Đà Lạt hoàn thành giải phóng năm 1975. Men theo khu vực con đường Trần Thánh Tông, phía sau lưng em thì sẽ về bờ hồ Xuân Hương, về công viên vườn hoa thành phố, vườn hoa Bích Câu. Còn đi thẳng thì sẽ về trường đại học Đà Lạt, và bên tay trái sẽ là đồi Cù. Bên tay phải đây là cổng trường đại học Đà Lạt, năm xưa là viện đại học Đà Lạt. Con đường vẫn còn đó, men theo với những hàng cây dạng đường. Đi vào bên trong thì có một cái cột ngôi sao rất to, bên trên thì có ngôi sao màu đỏ, trước đây là hình thánh giá. Bên tay phải của em đây là con đường Phổ Động Thiên Vương, đi về phía đường Hoa Anh Đào, thung lũng Tình Yêu. Bên tay trái đây là đường Đinh Tiên Hoàng, đi ra hồ Xuân Hương, và tiếp tục thì chúng ta sẽ đi lên con đường Bùi Thị Xuân, đường Võ Tánh. Buổi chiều đây là cái cung đường mà phải nói là rất là đông vui nhộn nhịp. Đây là con đường đông vui nhất bởi vì nằm xung quanh đây, bán kính khoảng 500m thì có nhiều ngôi trường như là trường Đại học Đà Lạt, trường Bùi Thị Xuân, trường Nguyễn Du, rồi những khu vực ký túc xá sinh viên, phòng trọ sinh viên, rồi các quán ăn uống rất là nhiều với giá cả bình dân hấp dẫn. Bên trong này là một cái con hẻm nhỏ, phía trong này thì có một quán ăn rất là nổi tiếng, đó là chả ram bắp nem miến Tân Long quý vị. Những ai mà thời sinh viên hoặc là học sinh á, trước đây học trên cái con đường Bùi Thị Xuân này thì cũng rất là quen thuộc với món ăn này rồi. Còn phía trên này là trường nữ trung học Bùi Thị Xuân năm xưa. Ngôi trường thì có bề dày lịch sử, đây là trường điểm cho nên là có chất lượng cao và có chất lượng đào tạo rất là tốt. Các em nữ sinh vẫn trong tà áo dài trắng, thước tha áo đen xanh, một hình ảnh rất là quen thuộc từ xưa cho đến giờ, cũng không ít biết bao nhiêu kỷ niệm. Còn đây là ngã ba tỉnh đội quý vị, đi vào bên trong khu vực tỉnh đội, bên tay phải thì sẽ đi về đường Cổ Loa, Thông Tiền Học, và tiếp tục vào bên phía tay trái về đường Bùi Thị Xuân, về lại dốc Bồ Đề và chùa Linh Sơn. Bên tay phải của em đây là sân banh của trường Nguyễn Du, bên tay trái là con đường Tăng Văn Danh, con đường Nguyễn Thị Nghĩa, đi về với khu Góp Và Lây, những khu biệt thự cao cấp. Ngoài trời thì đang rất là âm u, thời tiết ở Đà Lạt hai hôm nay thì không có mưa to quý vị, mưa lất phất một vài nơi, có nơi thì có mưa rào, cũng có nơi thì không có mưa. Nhiệt độ buổi trưa thì nắng gay gắt, nhiệt độ Đà Lạt mà lên đến 29-30 độ C thì hơi nắng hơi gắt quý vị. Buổi tối thì lạnh, chỉ có là 13-14 độ. Trời này thì dễ bị cảm bởi vì vừa đi ngoài đường nắng nóng mà vừa vào trong nhà thì nó mát lạnh. Em sẽ ghé xuống con dốc Bồ Đề và đi lên chùa Linh Sơn. Mỗi lần mà buồn buồn á thì cũng có nhiều người thích đến chùa bởi vì không khí thanh tịnh để cho nhẹ nhàng hơn.
Tiếp theo đây, đây là con dốc Nguyễn Văn Trỗi, con đường Hàm Nghi. Đi xuống đường Phan Đình Phùng quý vị. Vào tháng 4 thì nhiệt độ vẫn còn nắng vào ban ngày, tạnh vào ban đêm. Và đến tháng 5 nhiệt độ mới bắt đầu ổn định trở lại. Hiện tại thì ban đêm lạnh lắm quý vị, vào 14-15 độ C thôi. Khi mà đến tháng 5 á, thì nhiệt độ đỡ hơn, không có lạnh như hiện nay. Đây là khu vực ngã ba chùa, bà con người dân mình hay gọi với một cái tên quen thuộc. Đây chính là ngã ba giữa con đường Phan Đình Phùng và đường Nguyễn Văn Trỗi. Đi về bên phía tay phải con đường Phan Đình Phùng á, thì quý vị sẽ đi về số 4 Mã Thánh năm xưa. Còn đi bên trái thì chúng ta ra phố, ra đường 3 tháng 2, rồi khu vực Bùng Binh Việt Anh. Đường Phan Đình Phùng cũng có nhiều người Hoa vẫn còn sinh sống ở dọc theo từ ngay khúc này ra đến khu vực trường tiểu học Đoàn Kết. Đây là trường mẫu giáo Trinh Vương cùng các sơ. Và những căn nhà cũ hôm nay cũng đã dần khoác lên tấm áo mới trên con đường Phan Đình Phùng. Ở đây hồi trước thì em cũng có quay cách đây một tháng thôi quý vị. Vẫn còn những căn nhà cũ kỹ, nhưng mà bây giờ thì người ta cũng đã sơn sửa lại và treo bảng bán nhà. Ngó qua đường đó là khách sạn Mimosa năm xưa, bây giờ thì không còn nữa rồi. Bên cạnh thì quý vị có thể thấy là vẫn còn một con đường. Đây là đường Mimosa, một con đường hẻm để chúng ta đi thông lên đến đường Nguyễn Văn Trỗi, rồi nhà thờ Tin Lành. Năm xưa đây là con đường sỏi đá gồ ghề. Và cũng có thể đi lên đường Lý Tự Trọng, đường Cộng Hòa, rồi đi lên Chinh Tịnh Trưởng được luôn quý vị. Và bên tay phải của em có những cái con hẻm chạy thông ra phía sau. Năm xưa thì có những cái vườn rau rồi có con suối chảy quanh. Vừa rồi do là cũng có vài trận mưa trái mùa, mưa đầu mùa, nước dâng rất là mạnh quý vị. Rồi bà con mình sinh sống ở gần ngay cái con suối phía sau á, một số vị trí, một số nơi thì mùa mưa thì rất là lo bởi vì nước tràn vào nhà. Suối Cam Ly hiện nay cũng đỡ ô nhiễm rồi quý vị, nhờ vào những trận mưa to vừa rồi. Cũng cuốn trôi đi những rác thải, rồi những chất bẩn gây ô nhiễm xuống thác Cam Ly. Hồi xưa quý vị và các bạn đi đến đây thì sẽ thấy khu vực Rạp Ngọc Hiệp, rồi những tiệm cơm của người Hoa nổi tiếng như là tiệm cơm Như Ý, Kim Linh, rất là nổi tiếng trước năm 1975 luôn. Bây giờ thì nghe đâu bà con của bác mình đã xuất ngoại, chỉ còn lại một quán cơm duy nhất người Hoa tại đây, đó là tiệm cơm Như Ý thôi quý vị. Nói chung là đồ ăn của người Hoa năm xưa thì thường là họ sẽ cho rất là nhiều chất béo như là dầu hào nè, liên tưởng đến những món ăn như là mì xào giòn. Nói chung là thực đơn của người Hoa thì rất là phong phú và đa dạng, nhiều món ăn. Các món ăn ở Đà Lạt cũng vậy quý vị, như là mì quảng rồi bún riêu cũng được biến tấu theo hương vị mới phù hợp với mỗi nơi. Mì quảng ở Đà Lạt thì sợi mì màu vàng, còn gốc thì màu trắng.
Ở chợ Đà Lạt thì bắt đầu có chợ đêm vào lúc 17:30 hàng ngày, các ngày trong tuần. Từ hồi dịch cho đến bây giờ thì không có khu phố đi bộ quý vị. Xe máy, xe hơi thì vẫn vào bình thường. Chỉ có là thứ bảy chủ nhật thì bên này thì có cái khu vực sân khấu Lan Farm. Bây giờ là thời khắc bà con mình chuẩn bị dọn hàng, dọn những chậu bông, chậu hoa ra, chất lên xe để đem về. Kết thúc một ngày làm việc, rồi những tiểu thương khác thì đang đẩy những chiếc xe quần áo đầy vung như thế này. Bên trong đó là những mặt hàng quần áo, đồ len để bán vào ban đêm. Chợ Đà Lạt mùa này thì dâu tây vẫn còn quý vị, nhưng mà dâu tây không có rộ trái bằng tháng 2, tháng 3 vừa qua. Và sắp sửa cũng đến mùa bơ rồi. Mùa bơ thì bắt đầu từ tháng 5 cho đến tháng 9 hàng năm. Hiện nay thì các nhà vườn như là ở dưới Lâm Hà thì những cây bơ đã bắt đầu ra trái rồi. Ngoài bơ ở Lâm Hà ra thì còn các giống bơ nhập, bơ ngoại cho ra trái mùa. Như là tháng 10 cho đến tháng 1, tháng 2 thì vẫn có bơ. Nói chung là bơ thì quý vị thấy là bán ở chợ quanh năm. Đến mùa bơ thì có điều giá bơ sẽ rẻ hơn và bơ được bán nhiều hơn. Như là bơ 034 này. Buổi tối chỗ này sẽ rất là đông quý vị, các bạn trẻ ngồi đây thưởng thức bánh tráng nướng ở ngay cái bậc cầu thang chợ Đà Lạt luôn. Các cô các bác đang bốc hàng lên xe để chuẩn bị nhường chỗ cho những cô bác tiểu thương bán quần áo đến đây, bán các mặt hàng đồ len. Buổi tối mà lạnh lạnh như bây giờ thì bán đồ len rất là được quý vị. Có thể là nhiều người sẽ mua các mặt hàng đồ len tặng bạn bè. Và cũng đến ngay vị trí này thì em cũng xin phép được tạm dừng cái video tại đây. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì em sẽ kết thúc video tại đây và em xin được gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.